Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Hôm nay kênh Sách hay podcast xin giới thiệu đến quý thính giả phần tóm tắt cuốn sách Từ bi của tác giả Osho, một bậc thầy tâm linh người Ấn Độ. Osho vốn là danh xưng tiếng Nhật Bản cổ, có nghĩa là đạo sư của một dòng thiền. Osho đã để lại một số lượng tác phẩm đồ sộ với hàng trăm cuốn sách và vô số các bài thuyết giảng. Ông là một người gây nên rất nhiều tranh cãi trong số những ai quan tâm đến triết học phương Đông, trong giới những người tầm cầu tôn giáo và đạo sư. Có thể nói, ông là một trong những người gây phân hóa về mặt đạo lý, nhưng cũng là người có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong các bài giảng về tôn giáo và triết học. Và những ai đã gặp ông đều thừa nhận Osho có một tài hùng biện đầy ma lực, một sự hấp dẫn cá nhân mà người nghe hầu như không thể cưỡng lại. Như mọi người đều thấy, trong cuộc sống thường nhật, năng lượng của chúng ta thường xuyên bị chuyển hóa thành nhiều dạng khác nhau, như sắc dục, tham lam, thù hận. Vì đó mà ta cạn kiệt năng lượng và không thể nào khơi dậy được lòng từ bi. Chỉ khi nào những ham muốn này mất đi, thì năng lượng trong cơ thể mới trở thành năng lượng từ bi. Hãy nhớ rằng, ham muốn luôn đi kèm với một mục tiêu nhất định, trong khi tình thương hay lòng từ bi thì không hề có mục đích, mà nó chỉ đơn thuần là một nguồn năng lượng thăng hoa. Đó cũng là lý do mà ta không thể gieo trồng từ bi, mà từ bi sẽ tự đến khi bản thân đã gạt bỏ hết mọi ham muốn của mình. Trong cuốn sách này, Osho cũng nhấn mạnh vai trò của thiền. Thường thì chúng ta hay bị chi phối bởi nhiều cảm xúc như sân si, ham muốn, tham lam. Những cảm xúc này nhiều đến nỗi nó khiến ta chẳng còn chút năng lượng nào. Chỉ khi nào ta chấm dứt được điều đó, thì nguồn năng lượng nội tại trong mỗi người mới được khôi phục, và bản thân của mỗi người khi đó mới cảm thấy tràn đầy năng lượng sống đích thực. Một nhân vật đã tạo nên hiện tượng mới khi đề cập đến lòng từ bi, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu như trước đây mọi người cho rằng chỉ thiền định thôi là đủ và chẳng ai nhấn mạnh lòng từ bi đi đôi với thiền định, thì Đức Phật cho rằng con người cần phải giàu lòng nhân ái, tử tế và thương người hơn nữa. Điều này thậm chí còn nên có trước khi ta thiền định. Đức Phật muốn dạy chúng ta là không nên ích kỷ, mà phải biết giúp đỡ nhau cùng giác ngộ. Phải biết nhận ra giá trị thật của con người, giúp mọi người hiểu rằng những gì xảy ra cho người khác cũng có thể xảy ra với mình. Chẳng ai là kẻ vô giá trị. Và giác ngộ là một điều hết sức tự nhiên mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được, chính là điều cốt lõi của từ bi. Và hãy nhớ, đừng bao giờ làm điều gì đi ngược lại với từ bi. Ví dụ như khi bạn ghen tị, hơn thua hay cố tìm cách thống trị người khác, những lúc đó bạn sẽ nhận biết ngay vì từ bi trong bạn bắt đầu bị do dự và lung lay. Bạn có thể hủy diệt từ bi của bản thân vì những điều ngu xuẩn đó vốn chẳng mang lại cho bạn điều gì ngoài sự lo lắng, giận dữ, khó khăn và khiến bạn hoang phí cuộc đời quý báu của mình. Hãy nhớ, từ bi đồng nghĩa với khả năng thấu hiểu sâu sắc trước mọi việc. Người có lòng từ bi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt vốn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Khả năng thấu hiểu sâu sắc này sẽ giúp bạn tích lũy và chắt lọc cho bản thân ngày càng nhiều năng lượng từ bi khi kết hợp song song với thiền định. Khi bạn thực sự giác ngộ và đạt đến đỉnh cao của thiền định, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy trong mình sự từ bi. Bạn nên biết rằng, bất kỳ ai cũng sẵn có trong mình một hạt mầm từ bi để nở rộ, giống như bông hoa luôn sẵn sàng để tỏa hương. Và hương thơm của bông hoa từ bi ấy chỉ có thể lan tỏa khi con người nội tại của bạn thăng hoa. Bạn không thể rèn luyện cũng như không thể điều khiển lòng từ bi nếu không thông qua thiền định.
Chỉ thông qua thiền định, lòng từ bi mới xuất hiện và lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong con người bạn. Lòng từ bi cũng chính là công cụ đánh giá hữu hiệu. Nó giúp bạn biết mình đã thiền đúng hay sai cách. Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng mọi hình thức thiền định đều đúng, nhưng thực tế không phải vậy. Rất có thể cách bạn đang thiền là sai. Ví dụ, những cách thiền chỉ giúp bạn tập trung sâu là sai, vì nó sẽ không khơi dậy được lòng từ bi. Những cách thiền đó chỉ khiến bạn càng khép kín hơn là mở rộng tâm hồn. Nếu bạn thu nhỏ phạm vi tập trung mà quên đi mọi thứ đang tồn tại xung quanh, thì bạn sẽ trở nên căng thẳng. Tập trung có những ích lợi riêng của nó, nhưng đó không phải là thiền. Chúng ta cần sự tập trung khi nghiên cứu khoa học hay khi làm thí nghiệm. Chính vì thế mà các nhà khoa học thường mắc tật đản trí. Những người tập trung quá mức thường trở nên đản trí vì họ không còn đón nhận những thứ khác đang xảy ra xung quanh mình. Khi bạn thư giãn, bạn sẽ chấp nhận cuộc sống. Hãy nhớ rằng, việc chấp nhận sự tồn tại của vạn vật xung quanh chính là cách duy nhất giúp bạn cảm thấy thư giãn. Nếu bạn để cho những điều nhỏ nhặt làm mình khó chịu, thì hơn ai hết, chính thái độ của bạn mới là kẻ gây nên sự phiền toái đó. Hãy ngồi im, lắng nghe tất cả những gì đang diễn ra quanh bạn và thư giãn tâm hồn. Chấp nhận và thư giãn. Khi đó, bạn sẽ nhận ra một nguồn năng lượng lớn trỗi dậy trong mình, và biểu hiện đầu tiên của nó chính là hơi thở sâu hơn của bạn. Càng thư giãn, hơi thở của bạn càng sâu hơn. Nó sẽ chậm lại, sâu hơn, có nhịp điệu hẳn hoi và mang lại cho bạn cảm giác vui sướng. Và rồi bạn sẽ nhận ra rằng hơi thở chính là chiếc cầu nối giữa bạn với thế giới xung quanh. Và khi bạn đã đạt đến một tầm cao nhất định trong thiền, bạn sẽ dần nhận ra điều thay đổi ở bản thân. Bạn sẽ thấy mình trở nên thanh nhã, đón nhận, mềm mỏng và rộng lòng yêu thương hơn. Khi đó, tự khắc lòng từ bi sẽ không ngừng tuôn chảy trong bạn như một thứ hương thơm tự nhiên. Bạn nên nhớ, đừng bao giờ cố gắng để có lòng từ bi. Chỉ cần thả lỏng và thiền sâu, tự khắc bạn sẽ trở nên từ bi. Hãy để bản thân chìm đắm vào trạng thái thiền buông bỏ. Rồi đột nhiên, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm của từ bi xuất phát từ sâu thẳm trong con người nội tại. Khi đó, bông hoa thiền định sẽ nở rộ trong bạn, và lòng từ bi sẽ tỏa lan đến khắp mọi thứ xung quanh cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, thiền là bông hoa, còn từ bi chính là hương hoa. Khi bạn đạt đến đỉnh cao của thiền định, trong bạn sẽ xuất hiện một sự tự tâm không hề xuất phát từ khát khao, ước muốn đầy tính cá nhân, ích kỷ. Khi mùa xuân đã đến trong nhận thức của bạn, khi nội tâm của bạn đã nở rộ những bông hoa, thì hương hoa từ bi sẽ tự khắc lan tỏa ra xung quanh. Trong cuốn sách này, Osho cũng chia sẻ một phương pháp thiền Phật giáo tên là Maitri Bhavana, nghĩa là pháp quán từ bi, nhằm giúp người đọc giải trừ sự thôi miên của xã hội. Nó giúp chúng ta rũ bỏ những hận thù, giận dữ, đố kỵ, ganh ghét và trở về với thế giới ngây thơ ban đầu khi chúng ta đến với trái đất này. Pháp thiền này giúp bạn bắt đầu biết cảm thấy yêu thương bản thân, bởi bạn gần gũi với chính mình hơn bất kỳ ai khác. Sau đó bạn sẽ bắt đầu chuyển tải tình yêu, tình bạn, lòng nhân ái từ bi, cảm giác an nhiên hạnh phúc của mình đến với những người mà bạn yêu thương nhất. Tiếp đến, bạn thậm chí sẽ chuyển tải những cảm xúc tốt đẹp đó đến với những người mà bạn chỉ quý mến, rồi đến những người mà bạn không yêu cũng chẳng ghét, và cuối cùng là đến cả những người mà bạn ghét bỏ. Dần dà bạn sẽ bắt đầu tự giải trừ thôi miên cho con người của chính mình
và tạo ra khối yêu thương bao bọc xung quanh cuộc sống của mình. Và bạn phải luôn ghi nhớ rằng từ bi không phải là lòng tốt, dù từ bi vẫn có phần cốt lõi của sự tử tế trong đó, nghĩa là thái độ cảm thông, chia sẻ, nhưng nó diễn ra tự nhiên và hoàn toàn không dính dáng đến bạn. Từ bi đến từ sự hiện hữu của vạn vật, và bạn chỉ là một nhịp cầu giúp nó chạm đến vạn vật. Bạn đóng vai trò tương tự như mảnh kính giúp ánh sáng đi xuyên qua mà không hề cản trở nó. Đó chính là lòng tốt thuần túy, không hề có một cái tôi cá nhân trong đó. Một điều nữa bạn cần nắm rõ chính là từ bi không phải là cái mà chúng ta vẫn gọi là tình yêu, mặc dù nó cũng mang yếu tố cốt lõi của tình yêu, nhưng lại không phải là tình yêu như chúng ta vẫn biết. Tình yêu mà chúng ta biết đến chỉ là sự đam mê, quyến rũ và là một dạng bóc lột người khác dưới mỹ từ tình yêu. Tình yêu phải là một món quà được trao tặng phi tính toán, phi mục đích, và nó sẽ không còn là tình yêu nữa nếu bạn có bất kỳ ý định nào đằng sau nó, dù là nhỏ nhoi. Vì cuộc sống vốn đã rất phức tạp, thế nên ta hãy đối xử tử tế hơn với bản thân mình. Đừng tạo thêm những hình mẫu lý tưởng để buộc mình phải hướng đến. Cuộc sống luôn đầy những rắc rối, nhưng chúng ta vẫn có thể giải quyết chúng được. Nếu bạn lên nhầm tàu, bạn vẫn có thể đổi tàu. Nếu mất vé tàu, chúng ta vẫn có thể mua lại chúng. Nếu vợ hoặc chồng bỏ đi, bạn vẫn có thể tìm cho mình một người bạn đời khác. Bạn có thể giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, nhưng với những rắc rối do sự cầu toàn mang lại thì không. Từ bi là hoàn toàn mở rộng lòng mình đối với tất cả con người, vạn vật và muôn thú xung quanh, không loại trừ một ai hay điều gì. Hãy từ bi một cách vô điều kiện, vô tư và tự nhiên. Khi đó bạn sẽ trở thành nguồn sức mạnh chữa lành cho thế giới đầy đau khổ này. Từ bi là một liệu pháp giúp chữa lành nhân loại, nhưng để có thể làm điều này, trước tiên bạn phải từ bi với chính mình. Nếu không biết yêu bản thân, bạn sẽ không thể yêu ai khác được. Chỉ khi nào bạn có được sự từ bi trong tâm hồn thì bạn mới thật sự sống. Đó là sự nở hoa của cuộc đời. Và khi đó, hàng triệu người khác sẽ được chữa lành nhờ sự từ bi đó. Tóm lại, từ bi chính là sức mạnh chữa lành những vết thương tinh thần